Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên trục đường Trần Thái Tông, phường 15 quận Tân Bình, sát với đường Trường Chinh cũng như là ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất của phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cái chương ngày hôm nay thì Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một khu phố đồng bộ gồm có 20 căn nhà, hẻm một xẹt đường Trần Thái Tông, phường 15 quận Tân Bình. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta. Cái khu nhà của chúng ta thì bên mình đang chính chủ là 4 căn nhà nha mọi người, 5 căn, chính chủ 5 căn, cần bán gấp với giá bán từ 6 tỷ 9 đến 7 tỷ 100 triệu đồng một căn. Và hướng nhà chúng ta là hướng Đông Bắc và Tây Nam nha. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta này, với diện tích ngang 4, độ dài gần 15m và thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu nha mọi người. Con đường trước nhà của khu đồng bộ của chúng ta là một con đường nhựa 6m, xe hơi vào tận nhà. Và khu này chỉ là hẻm một xẹt thôi, cách mặt tiền đường Trường Chinh khoảng chừng 200m thôi, di chuyển đi lại rất là thuận tiện, gần bên với đường Phạm Bạch cũng như là chợ Tân Trụ, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Và đây là cái dãy nhà của chúng ta nha mọi người, một dãy nhà lầu đồng bộ nhìn rất là đẹp và sang trọng này. Để ý thấy này, một khu đồng bộ rất là đẹp nha, an ninh sạch sẽ và hẻm chúng ta là hẻm cụt. Và ở đây chúng ta có hướng Tây Bắc và Đông Nam nha mọi người, hướng Đông Bắc và Tây Nam. Rồi mình di chuyển vào bên trong, mình tham quan một căn nhà ở khu này nha. Thì phía trước chúng ta có một lớp cửa cuốn, bên trong chúng ta có lớp cửa nhôm xin pha. Và nhà chúng ta thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu, có khu vực đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở đây chúng ta có một gara xe hơi khoảng 6m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ này mọi người. Nhà chúng ta được xây kiên cố là một trệt một lửng 3 lầu, rất là đẹp và cực kỳ là hiện đại luôn nha mọi người ơi. Rồi mình sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà này nha mọi người. Thì khu vực gara xe hơi này thì gia chủ ốp gạch 80 này, và phía dưới chúng ta có đổ bê tông luôn để chúng ta đậu xe hơi, xe máy thì rất là chắc chắn nha. Và hai bên tường chúng ta sử dụng rất là nhiều giấy dán tường và đèn chiếu sáng. Trên này chúng ta có trần thạch cao và đèn chùm này. Đây là khu vực không gian gara xe hơi cũng như là khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt. Và di chuyển vào bên trong thì chúng ta sẽ tới với khu vực cầu thang. Cầu thang của chúng ta thì sẽ nằm ở giữa nhà nha mọi người. Cầu thang chúng ta có tay vịn cam xe, mặt đá hoa cương và kính cường lực 10 ly. Và phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng bếp. Phòng bếp chúng ta thì có một bộ bàn ăn 4 ghế và khu vực tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Cái phòng bếp cũng khá là rộng rãi này mọi người, rất là rộng nha, rộng thông thoáng. Nhà chúng ta được xây kiên cố là một trệt một lửng 3 lầu và chúng ta có thể đậu xe hơi trong nhà cũng như là vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Khu nhà này là khu nhà hẻm một xẹt nha. Ở đây thì chúng ta có những căn nhà phù hợp với gia chủ hợp phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và bên mình đang có 5 căn nhà được chào bán trong khu này nha mọi người. Thì quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà trong khu này trên trục đường ngay đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch ngay mũi tàu thì hãy nhanh tay liên hệ với bên nhà đất Thị Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Phía sau thì chúng ta có khoảng giếng trời và phòng vệ sinh phía sau. Khu vực không gian phòng bếp thì gia chủ ốp gạch lên đến trần luôn nha, rất là sạch sẽ. Và đây là giếng trời này, giếng trời căn nhà mình. Và đây là phòng vệ sinh phía sau. Khu nhà này vị trí rất là đẹp nha mọi người, rất là gần với đường Trường Chinh, chúng ta di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố cũng rất là gần và đi qua sân bay cũng khá là sát bên luôn. Đi qua sân bay, căn nhà này thì chúng ta làm việc ở sân bay, chúng ta mua thì chúng ta đi rất là gần luôn này, sát bên với sân bay luôn, sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Và giá bán ở khu này đang bên mình chào bán với giá từ 6 tỷ 9 đến 7 tỷ 100 triệu đồng một căn. Và chúng ta có 5 căn để chọn lựa nha. Toàn là những căn nhà chính chủ sổ hồng riêng rồi nha mọi người. Đường trước nhà là con đường 6m. Rồi mình di chuyển lên phía bên trên, chúng ta tham quan căn nhà này. Nhà chúng ta thì có một lửng 3 lầu với phòng khách trên tầng lửng và 4 phòng ngủ ở bên trên. Đây chúng ta có khu vực không gian tầng lửng này. Tầng lửng thì gia chủ chúng ta thiết kế rất là thông thoáng nha mọi người, với cách bố trí và trang trí màu sắc cũng khá là đẹp cho một căn nhà ngang 4, độ dài 15m, vị trí vô cùng đắc địa, hẻm một xẹt 6m, hẻm nhựa.
Thì đây được xem là một trong những khu nhà rất là gần với Big C Trường Chinh, cũng như là chúng ta di chuyển về trung tâm rất là gần của địa bàn phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay bốc máy alo ngay đến bên Hùng để chúng ta đi xem và sở hữu ngay một căn nhà trong khu này nhé. Khu này đang bán rất là nhanh, chỉ còn 5 căn để chúng ta chọn lựa thôi. Thì quý anh chị nào nhanh tay đến với bên mình thì sở hữu ngay một trong những căn nhà đẹp và giá mềm nhất nha. Khi chúng ta mua bên mình thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều, rẻ và được thương lượng trực tiếp với chính chủ. Giá bán của bên mình thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 500 triệu đồng một căn so với những kênh bán nhà khác. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng. Cái lên phòng ngủ nha mọi người, nhà chúng ta có 4 phòng ngủ. Cầu thang ta ốp đá hết này mọi người, và có làm những cái trang trí và có dán tường nhìn rất là sang này, rất là cổ. Phòng ngủ số 1, gia chủ này thì làm rất là kỹ càng luôn nha mọi người, rất là chắc chắn. Chúng ta có dây dán tường này, có ống máy lạnh, rồi gia chủ còn gắn quạt trần cho mình nữa. Chúng ta có thể vừa sử dụng quạt trần hoặc là vừa gắn máy lạnh được luôn nha. Có cửa sổ ra giếng trời cũng như là phòng vệ sinh phía trong. Vệ sinh chúng ta sử dụng thương hiệu nội thất là Toto hết nha mọi người. Đây nha mọi người, Toto nha, vòi inox 3.4 nha. Phòng vệ sinh, phòng ngủ số 1. Chúng ta qua phòng ngủ số 2 nha. Cửa phòng ngủ thì chúng ta sử dụng là cửa gom xe. Phòng ngủ số 2 này mọi người, phòng ngủ số 2 cũng khá là rộng rãi này, với phong cách bố trí nhìn rất là đẹp. Có ban công phía trước, cửa sổ ra ban công, có quạt trần luôn, rất là mát mẻ. Và có vệ sinh trong này. Vệ sinh thì gia chủ cũng làm bồn cầu lavabo và bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen này, nhìn rất là chất. Giá bán thì rất là mềm, chỉ có từ 6 tỷ 9 đến 7 tỷ 100 triệu đồng một căn thôi. Chúng ta còn tới 5 căn để chọn lựa luôn. Thì quý anh chị nào quan tâm thì hãy alo ngay đến bên Hùng. Và đây là trục đường sát với đường Trường Chinh nha mọi người, trục đường Trần Thái Tông sát với đường Trường Chinh luôn, cũng như là đường Phạm Văn Bạch. Chúng ta di chuyển vào nhà mình rất là gần. Chúng ta đi ra Big C của đường Trường Chinh thì từ khu nhà này chúng ta đi ra Big C thì khoảng chừng 5 phút thôi, rất là tiện ích và gần với trung tâm thương mại. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3, thì nó cũng giống thôi, mình quay sơ thôi nha mọi người. Thì chúng ta đến tham quan thì chúng ta xem kỹ hơn. Vị trí ở đây thì ok rồi, chúng ta cứ đến xem nhà, cảm thấy ưng thì gặp trực tiếp chủ nhà rồi thương lượng nhé. Số hồng thì riêng, số hồng riêng từng căn rồi, có số hồng cầm tay rồi, gia chủ đang cầm tay sẵn những số hồng ở khu này, thì gia chủ đã có số sẵn rồi nhá, số thì đầy đủ hết rồi. Nói chung là chúng ta chỉ mua và công chứng xong là dọn vào ở ngay thôi. Đây là khu vực phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4. Nói chung là những căn nhà bên mình giao bán toàn là những căn nhà số hồng riêng, đất phân lô, số hồng đều đã có rồi. Thì vấn đề pháp lý thì quý anh chị mua nhà hãy yên tâm, chúng ta chỉ cần có đủ tài chính là chúng ta đến là chúng ta mua là sở hữu ngay được căn nhà thôi. Đây là khu vực có phòng giặt. Và đây là khu vực sân thượng sau này. Sân thượng sau thì gia chủ đã rào chắn rất là kỹ càng rồi, có giếng trời này. Ở đây thì sát bên sân bay Tân Sơn Nhất luôn nha mọi người. Thì khu vực này chúng ta nếu mà làm ở sân bay thì chúng ta đi ra sân bay thì không mất khoảng chừng 5 phút thôi. Chưa đến 5 phút chúng ta là đến sân bay rồi. Chúng ta có thẻ sân bay, chúng ta đi đường dành cho cán bộ sân bay thì chúng ta đi chỉ 5 phút thôi. Đây là khu vực không gian phòng thờ này. Và đây là khu vực sân thượng phía trước. Mình xin lưu ý là khu này là khu đồng bộ 50 căn.
và đã bán được gần hết rồi, chỉ còn 5 căn thôi. 5 căn bên mình đang chào bán là những căn nhà chính chủ, và giá bán bên mình từ 6 tỷ 9 đến 7 tỷ 100 triệu đồng một căn. Nói chung là còn bớt mạnh cho khi mà chúng ta thương lượng với anh chị chủ nhà. Thì quý anh chị nào quan tâm thì hãy alo ngay đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi Nhà Đất Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video nhà bán tiếp theo.